Hân hoan chào đón quý vị đang ghé thăm giọng đọc xứ Cờ Hoa trong giờ đọc truyện hôm nay. Thường chúc quý vị và gia đình một ngày mới thật vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Nơi đây, Nisa cũng xin chân thành cảm ơn đến tất cả quý vị đã luôn đồng hành với giọng đọc xứ Cờ Hoa trong suốt thời gian qua. Rất mong quý vị sẽ tiếp tục thương yêu giọng đọc nhiều hơn nữa trong thời gian sắp tới. Cũng không quên nhắc quý vị đừng quên tiếp tục hoan hỷ nhấn chuông subscribe đăng ký kênh để ủng hộ cho tinh thần giọng đọc xứ Cờ Hoa nữa nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Misa đã từng giới thiệu đến quý vị nhà văn Lâm Du Yên qua những truyện dài như Mưa, Nơi Lục Bình Dừng Lại và mới đây là truyện ngắn Sáo Sang Sông. Với cách hành văn mộc mạc, chân chất đã khơi gợi cho mỗi người chúng ta hình ảnh của thời thơ ấu qua những nét tả về đời sống thường nhật ở làng quê, thôn xóm. Tình làng nghĩa xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Hôm nay, Misa mời quý vị cùng theo dõi truyện dài Người Vớt Rác Trên Sông của tác giả nhà văn Lâm Du Yên. Với câu chuyện của hai anh em ông Hai Rác và ông Năm Từ là người giữ đình, rất thú vị. Bây giờ, Misa mời quý vị cùng theo dõi chương 1 của truyện dài Người Vớt Rác Trên Sông của tác giả nhà văn Lâm Du Yên. Chúc quý vị có những phút giây nghe truyện thiệt là thoải mái. Phần 1. Ở xóm đình có hai người mà chỉ cần hỏi đến tên, cả đứa con nít cũng biết và dẫn bạn đến trúng phốc nhà họ. Đó là ông Năm Từ, là người giữ đình, và ông Hai Rác là người vớt rác trên sông. Họ là hai anh em ruột. Trước đây ông Hai được bà con giao nhiệm vụ nhang khói trong đình. Từ ngày anh Năm, người em trai của ông từ dưới quê lên tá túc, ông Hai giao lại cho em mình việc đó, còn ông thì mua một cái xuồng, rồi làm cái nghề mà mình yêu thích là vớt rác trên mấy con kinh. Sát bờ kinh là một dãy nhà mái lá, mái tôn xen kẽ. Căn nhà nào cũng rất hẹp, bề ngang chừng 3 mét đổ lại. Nhà ông Hai hẹp nhất bởi trước đây là khoảng trống giữa hai căn nhà. Những căn nhà ở ké phân nửa thổ địa, phân nửa bà Thủy này từ sáng đến tối luôn ồn ào, xô bồ xô bộn. Tiếng cười nói cãi cọ không ngớt. Dân ít tiền xài tự do bu lại, họ ít có thứ để mất, nên hễ thấy cái gì trái chướng là cự nhoi. Mà vào cái thời buổi này, mấy chuyện chướng mắt chướng tai thì nhiều vô thiên lũng. Có một điều nghịch lý ở xóm đình, đó là những căn nhà càng nhỏ thì càng đông người chen chúc. Những căn nhà hẹp sát bờ kinh, để đủ chỗ chứa hơn 4 nhân khẩu trở lên, đều ốm nhơm mà dày thòn. Nó rất giống mấy cái cây cầu dáng đơn sơ bắc qua những con kinh miệt ruộng, có điều thêm cái mái ở trên. Nhà ông Hai ngoại lệ, ngắn nhất vì ông ở một mình. Chiều dài của nó nhỉnh hơn chiều cao của ông Hai một chút à. Hai bức vách mượn của hai căn nhà bên cạnh. Cái sàn mấp mô bởi mấy tấm dán dày mỏng không đều. Chúng nằm trên những cây cột tràm to nhỏ khác nhau. Có cây lớn hơn cùm cẳng, có cây chỉ độ bắp tay. Mấy tấm tôn trên mái thì tấm thì rỉ sét, tấm mới thay thì xám hơn cái mái tóc của ông một chút. Ông Hai hơn lối xóm một chiếc xuồng. Ngoài thứ đó ra thì cái gì ông cũng thua họ. Chẳng hạn mỗi nhà đều có ít nhất là 2, 3, 4 đôi dép để trước cửa, 2 cái ông lò, 2 chiếc chiếu. Còn ông thì chỉ 1. Thậm chí ông còn không có cái ông lò nào, bởi suốt ngày ở miết ở trên xuồng, chỉ có tối mới lên nhà. Ông Hai vớt tất cả mọi thứ trên sông, bán được hoặc không bán được. Những trái dừa hư, những khúc cây mục, cho đến mấy thứ đồ nhựa, nhiều nhất là bọc ni lông với các thứ bên trong. Việc tiếp xúc với các rác khiến cho ông Hai dần dần bị bà con đồng hóa với chúng. Từ một ông thủ từ được bà con kính trọng, ông bỗng trở thành người bị rẻ rúng nhất sớm. Cho dù tính cách của ông không hề thay đổi, và công việc của ông xem ra có ít hơn gấp mấy mươi lần.
Những món vớt lên được, ông phân loại đồ nhựa để bán cho mấy gánh ve chai. Giỏ dừa và củi được ông chẻ nhỏ đem phơi trước nhà. Mấy thứ không bán được hoặc không làm củi được thì bị ông gom bỏ vô bô rác. Bà con xóm đình, nhất là những người sống ở bờ kinh đều nghèo, nên họ thường sai mấy đứa con đến xin củi về để đốt nấu cơm. Cho nên vào những buổi chiều, thỉnh thoảng người ta nghe tiếng gọi giống giả của một người phụ nữ. Bé Tư ơi, chạy lại nhà ông Hai Rác xin một mớ củi về cho má nấu cơm. Con nhỏ bé Tư đó bèn ngưng ngang cuộc chơi, năn nỉ mấy đứa kia. Chờ tao một chút xíu nha. Rồi ba chân bốn cẳng chạy đi hốt một ôm củi. Nó chẳng những không thèm hỏi xin, còn lầm bầm ở trong miệng cằn nhằn cái ông Hai kỳ cục ấy. Sao khoái làm mấy chuyện rùi bu này cho chi cho nó khổ hả? Ông Hai ăn uống hết sức đạm bạc. Những thực phẩm ông có hầu hết đều do người em mang đến. Đa số đều làm từ chuối. Xóm đình không có giàu nên bà con thường mang chuối đến tạ lễ. Chuối nhiều quá ăn đâu có hết. Ông Năm đem phơi khô, nuôi giấm. Còn dưa thì luộc ăn thay cơm. Một năm ông Hai được rửa ruột một lần. Đó là vào dịp lễ kỳ yên. Ba ngày ấy ông không vớt rác, tắm gội sạch sẽ, ăn mặc tươm tất, bưng một mâm nhang đèn đến đình cúng. Cúng xong, ông ngồi vào bàn tiệc với bà con mà mang cái mâm trong đó có cục xôi và mấy cái đầu, cánh, cẳng gà được kiến lại. Về nhà mà ăn một mình. Năm nào có người cúng heo quay, ông Năm sẽ lén bà con bỏ vô mâm của anh mình thêm một miếng nhỏ. Ngày lễ kỳ yên ở xóm đình được hết thảy mọi người mong đợi, nhất là mấy đứa con nít nhà nghèo. Chúng đi theo ba má, chạy tọt vô bếp để ăn ké miếng xôi, miếng thịt. Chúng quanh quẩn trong đình suốt ngày, chờ đến tối để ngồi bệt trên nền xi măng cả mấy tiếng đồng hồ mà xem hát bộ. Năm đó khi ba ngày lễ đã đi qua, sáng hôm sau ông Hai lại đi vớt rác như cũ. Chiều hôm ấy khi ông bơi chiếc xuồng về đầy rác, bỗng thấy có một cô gái đang nằm ở trong căn nhà của mình. Cô gái thấy ông Hai về thì lật đật ngồi dậy. Hai bàn tay cô lập tức đặt vào nơi to nhất của cơ thể mình, cái bụng, để giấu nó lại. Ông Hai ngạc nhiên hỏi, cô là ai? Sao ở trong nhà tôi? Cô gái lấy bớt ra một bàn tay, đưa lên để chùi cả hai giọt nước vừa chui ra từ khóe mắt, không cho nó chạy thẳng xuống để làm ướt hai gò má. Cổ đáp, con ghé đình xin ngủ nhờ một đêm, ông Năm dắt con tới đây á. Ông Hai không có dám nhìn tận mặt cô gái, ông hỏi, cô ăn cái gì chưa? Có đói bụng không? Cô gái lắc đầu, con ăn 6 trái chuối luộc, no dữ lắm rồi. Vừa nói, cô vừa chỉ tay vào cái dĩa chuối nấu. Cái dĩa to bị mẻ một miếng nhỏ bằng móng tay trên dành, trong đó còn đến 5-7 trái chuối sáp vàng tươi. Ông Hai không có dở rác từ xuồng lên liền như mọi bữa. Ông lật đật nhảy xuống sông tắm rồi trùm cái chàng xà rong vào để thay đồ. Ông bảo cô gái, tôi đi đằng này một chút, cô lấy cái mùng văng lên rồi chui vô nằm. Ở đây chiều tối mũi hằng hà sa số, cắn chịu không có thâu đầu. Rồi ông đi tuốt lại đình. Ông Năm đang cúng, thấy ông anh của mình tới thì làm lẹ lẹ cho xong. Ông xá lia lịa tứ phương, cắm nhang vào mấy cái lư hương rồi nói, anh cho cổ ngủ nhờ rồi lại đây ngủ với tôi. Ông Hai hỏi, cổ là ai vậy? Ông Năm lắc đầu, tôi đâu có biết, chắc giận chồng nên bỏ nhà đi cho đã nư. Cổ tưởng là đình bây giờ cũng như ngày xưa, ai lỡ đường là cứ ghé vô ngủ đỡ. Họ đâu có biết là phải có giấy tạm trú hẳn hoi, cho dù đình chùa gì cũng không được chứa chấp bậy bạ tùm lum được. Ông Hai nói, chú đưa tôi mượn cái mền của chú đi cho cổ đắp. Cái mền của tôi lâu rồi chưa giặt.
Ông Năm đưa cái mền con rồng còn khá mới cho ông hai rồi nói. Cái mền của tôi chắc cũng hỏng khá hơn đâu. Thôi lấy cái này đi. Ông hai không cầm mà nói. Cho tôi gửi đó đi. Một chút quay lại lấy. Chú cho mượn cái gà mên nữa. Ông Năm hỏi. Chi vậy? Ông hai đáp. Tôi đi mua cho cổ một tô mì. Ông Năm nói. Tôi có đưa cho cổ mười mấy trái chuối nấu rồi. Ông hai gật đầu. Tôi có thấy. Cổ ăn đâu có hết. Chắc ngán ngược rồi á. Tội nghiệp. Phần 2. Ông hai xách cái gà mên đi ra đầu xóm. Ngã ba đầu hẻm là nơi các gánh hàng tập trung rất đông. Bà con trong xóm ông và vài người ở xóm khác chiếm cứ chỗ này từ chiều đến tối để làm nơi bán thức ăn. Người bán món ngọt, kẻ bán món mặn, cháo ta, mì tàu, lũ khủ. Còn có một ông chệt bán chè hột dịch theo kiểu người qua nữa. Lúc sau này, chiến dịch giải tỏa lòng lề đường ngày một gắt gao. Mấy ông công an đem theo xe tải bố ráp thình lình, tịch thu hàng hóa phạt tiền. Bà con dựa vào việc buôn bán để nuôi sống gia đình nên đành phải làm liều. Để chạy cho nhanh, lủi trốn cho lẹ. Họ không xài giống gánh cền cạn như trước nữa. Họ cho tất cả các đồ đạc vào một cái thùng có gánh 4 cái bánh xe để dễ dàng di chuyển hơn. Họ vừa bán vừa giỏng tay liếc mắt nghe ngóng. Hễ nghe công an tới là đẩy xe chạy thục mạng. Có khi khách ăn cũng bưng tô chạy theo, trông vui đáo để hả. Khi ông hai đến, một cuộc bố ráp vừa xảy ra trước đó. Đường phố như một bãi chiến trường sau một cuộc rút lui vô trật tự. Mấy cái ly bể còn nằm chình ình ăn dạ. Nguyên một rổ giá của ai bị hất đổ, rơi tung tóe khắp mặt đường. Hũ tương ớt bị thương nằm sấp mặt xuống mặt đất. Vậy là xương phơi máu chảy không thiếu thứ gì. Ông hai ngán ngẩm, định xách gà mên trở về thì Tư Nên đang đẩy chiếc xe mì của y trờ tới. Thấy ông hai đứng lớ ngớ, y bèn dừng xe lại hỏi. Anh hai, đợi ai vậy? Ông hai đáp. Đợi chú chứ đợi ai. Bộ mới chạy giặt về hả? Tư Nên gật đầu, mặt mày nhăn nhó. Làm cái giống gì mà hổm rài á, ngày nào họ cũng đi hốt. Kiểu này chắc hết vốn phải đi ăn trộm mà sống quá. Anh mua hủ tiếu hay mày? Đưa cái gà mên cho y. Ông hai nói, bán cho tôi một tô mì đi chú Tư. Tư Nên hỏi kiểu cà rỡn, bộ bữa nay vô mánh hèn sao mà ăn sang quá vậy cha. Ông hai cười khổ, cái nghề của tôi thì mánh mông gì được, lâu lâu thèm thì mua ăn thôi. Tư Nên không có dừng lại để bán mà đẩy thêm một đổi để đậu đúng bon vị trí cũ của mình. Y cầm cái gầm mên, mở nắp dùng cái nồi to đùng có hai ngăn, múc một giá nước trụng, tráng sơ rồi đổ trở lại vô chỗ cũ. Y làm theo thói quen, rất đúng trình tự. Thế nhưng ông hai không biết, tưởng y chê các cà mên của mình không sạch nên có phần phật ý. Ông nói giọng bất bình. Cái gà mên này tôi mượn của chú Năm đó, còn mới tin nữa mà. Tư Nên biết ông hai hiểu lầm, liền giải thích. Làm vậy đặng mì nóng cho lâu chứ không phải để cho sạch đâu. Nấu cho ai tôi cũng làm giống hệt á. Kể cả mấy cái tô của tôi cũng tráng nước sôi rồi mới nấu. Vừa vũ cái gà mên cho ráo, y vừa hỏi. Nấu mấy vắt, mì lớn hay nhỏ? Ông hai đáp. Hai vắt mì nhỏ. Y lại hỏi. Tô thường hay tô đặc biệt? Ông hai hỏi lại. Thường là bao nhiêu, còn đặc biệt thì bao nhiêu? Tư Nên đáp, 5.000, đặc biệt thì 7.000. Ăn tô đặc biệt cho sướng cái miệng đi. Ông hai gật đầu, cũng được. Tô mì nấu chưa xong, mấy người khách ăn ban nãy cũng đã lục tục kéo về. Một người đàn ông trung niên đưa cái tô còn chút nước lèo dưới đáy trả tận tay cho Tư Nên rồi nói, chàng thấy bà. Ăn mì mà giống như đi ăn cướp vậy.
Bao nhiêu vậy cha? Tư Nên nhìn cái tô rồi nói. 7.000. Ông ta cự nữ. Mắc vậy? Hồi nãy tôi biểu bán 5.000 mà. Có tính lộn không đó? Tư Nên lắc đầu. Không có lộn đâu ông anh. Tô bông xanh 5.000, tô bông đỏ 7.000. Nhìn cái tô là phân biệt được mà. Y ta móc bóp lấy tiền ra trả, nét mặt quạo đeo. Chờ y đi khỏi, Tư Nên phân bua. Cha nội này kỳ lắm, lần nào trả tiền cũng vậy hết. Tiếc tiền quá thì đừng có ăn. Nghe y mắng người khách mà ông hai ngại, liền móc túi đúng 7.000 ra trả một cái rụp liền. Ông ghé đình lấy cái mền á, rồi một tay ôm mền, một tay xách gà mên lầm lũi mà đi. Về tới nhà thấy cô gái đang ngồi trong ngóc trong mùng, ông hỏi. Chưa ngủ hả cha? Cô gái đáp. Dạ còn sớm quá à. Ông đặt cái gà mên sát vách mùng mà nói. Cháu ăn mì liền đi cho nóng. Cô gái cảm động đến ngỡ ngàng hỏi lại. Bộ bác mua cho cháu đó hả? Ông hai gật đầu rồi rút đôi đũa với cái muỗng nhôm dắt ở trên vách đặt vào gà mên. Ông lấy cái mền của mình để cái đan cấp trong nách xuống rồi nói. Cháu gài cửa lại đi, bác vô đình ngủ. Có ai kêu thì đừng có mở cửa nghe không? Sợ cô gái nghe vậy thì lo ngủ không được. Ông nói thêm. Bác giận hờn vậy thôi. Chờ mấy đứa trong xóm này hiền khô à. Chỉ có vài đứa có tánh bà trợn, hay thích chọc ghẹo cho vui chứ không có ý gì đâu. Cháu đừng sợ. Cô gái chưa kịp cảm ơn ông đã bỏ đi. Cô ta bèn chui ra gài cửa. Mấy con muỗi đang phục kích bên ngoài liền túa lại. Cô gái lại chui lẹ vô mùng, kéo gà mên vào rồi tấn mùng lại liền. Tô mì còn nóng hổi. Cô vừa ăn vừa hít hà vì nhai trúng miếng ớt. Đây là lần đầu tiên cô được ăn món mì ngon đến như vậy. Vừa ăn vừa hút xì sụp. Mì hết mà nước lèo vẫn còn nhiều. Cô ước thầm phải chi có một chén cơm nguội thả vô mà ăn cho đã, rồi bưng gà mên lên kê miệng húp cho đến hết. Sáng hôm sau ông hai về nhà, cô gái vẫn còn ngồi yên trên chiếu, mền mùng đã được xếp lại rất gọn gàng. Thế nhưng mái tóc của cô thì rối nùi. Ông hai tưởng cô quên nên nhắc. Chào à, nhớ chải đầu rồi hãy đi nghe. Cô gái thở dài. Cháu không có lượt. Ông hai ngạc nhiên, nhìn kỹ không có thấy túi đồ của cô gái. Trong bụng bắt đầu hồ nghi. Ông hỏi, bộ cháu không có đồ đạc gì hay sao? Cô gái tu lên, cô khóc, cô kể. Bà chủ đuổi cháu ra khỏi nhà, không cho cháu lấy một món gì theo hết á. Ông hai ngạc nhiên, chủ gì mà ác nghiệt dữ vậy? Cháu phạm tội gì mà bị bà ta đối xử tàn tệ kiểu đó? Cô gái cứ nức lên khóc, giọng hết sức nghẹn ngào. Ông chủ chui vô mùng cháu, bị bà chủ bắt gặp. Bà nói cháu dụ dỗ ổng, nửa đêm bà xô cháu ra khỏi nhà. Hâm cháu mà ở lại là bà kêu công an tới bắt bỏ tù á. Ông hai hỏi, phải ông chủ làm cháu có bầu không? Cô gái gật đầu. Ông hai nghe tức đến khó thở. Ông trách. Sao mà cháu dại khờ quá vậy? Sao không có chịu chống cự, la làng lên cho ổng xấu hổ chứ? Cô gái khóc. Cháu sợ lắm. Ổng nói cháu mà la là ổng bóp cổ cho cháu chết liền á. Ông hai vừa dậm chân vừa hỏi. Tại sao mà cháu không bỏ trốn? Cô gái còn khóc tợn hơn. Bà chủ giữ hết giấy tờ, chưa trả tiền lương thì làm sao mà đi cho được? Ông hai nghiến răng. Đồ bất lương hả? Suy nghĩ giây lâu ông hỏi. Cháu mấy tuổi rồi? Cô gái trả lời. Cháu 17 tuổi. Nhìn gương mặt già trước tuổi của cô gái thì ông hai thở dài trách. Sao không ở nhà đi học mà đi làm sớm chi vậy? Cô gái đáp, nhà cháu nghèo lắm, cháu tính đi làm có tiền phụ má cho thằng Út ăn học tới nơi, tới chốn, nào về. Ông hai thở dài,
suy nghĩ hồi lâu rồi ông hỏi. Cháu có dám dắt bác tới gặp bà chủ đặng đòi tiền cho cháu không? Cô gái hỏi lại. Rủi họ kêu công an bắt cháu thì sao hả bác? Ông hai lắc đầu trấn an. Cháu không có tội gì hết, có bác đây, cháu đừng có sợ. Cô gái nhìn ông hai một cách nghi ngờ, ông hai cười trấn an. Nói thật với cháu, ngày trước bác có đi học, có hiểu qua pháp luật. Nhờ vậy mà biết chuyện của ông bà chủ đối xử với cháu chẳng những có tội, mà còn là tội nặng nữa kìa. Nếu thưa ra thì ổng ở tù rụt xương, chứ không phải chơi. Tại họ thấy cháu khờ dại nên ăn hiếp. Cháu cứ dắt bác tới gặp họ. Mình nói phải quấy trước, họ không nghe thì đi thưa. Nghe đến đi thưa thì cô gái thất sắc. Cô ta năn nỉ. Đi thưa tốn tiền lắm bác ơi. Cháu nghe người ta nói ai tiền nhiều mới thắng. Ông hai lắc đầu. Tình bác đi, họ điên mới để mình đi thưa. Cho dù có thưa thì mình không tốn một đồng vẫn thắng. Thấy cô gái lên cơn run, ông hai giải thích. Cháu còn trong tuổi vị thành niên. Ông ta cưỡng bức đến nỗi cháu mang thai là phạm tội hình sự. Án nặng lắm. Có khi phải ở tù tới mười mấy hai chục năm lận. Bác sẽ buộc họ phải bồi thường thích đáng. Số tiền đó chẳng những giúp cháu sống đàng hoàng cho đến ngày sanh nở, mà còn đủ để cháu nuôi con sau này nữa. Rồi ông bảo cô gái, bây giờ bác đi mua mấy bộ đồ, cháu ở nhà lo tắm gội cho sạch. Bác cháu mình phải ăn mặc tươm tất mới khiến họ nể, họ sợ, mới có khí thế mà nói chuyện với họ. Mấy tiếng đồng hồ sau khi ông hai quay về, cô gái nhìn ông trân trối. Bộ âu phục và đôi giày tay mang dưới chân khiến cho ông thay đổi chẳng thể ngờ. Ông đưa một cái túi cho cô rồi nói. Cháu mặc bộ đồ mới này nè, trong đó còn có cây lược nữa. Cháu chải tóc rồi kẹp lại cho gọn, xong xuôi đi ra ngoài đình mà gặp bác. Giọng nói của ông hai hết sức chững chạc. Không hiểu ông cố ý hay vô tình thay đổi để tương thích với hình tượng mới, khiến cho cô gái kính phục và răm rắp nghe theo. Ông hai đi rồi mà cô gái vẫn còn đứng há hốc miệng. Diện mạo mới của ổng làm cho cổ bàng hoàng. Cô gái tự hỏi tại sao con người ta có thể thay đổi đến vậy? Tại sao một người có học như ông hai phải ở cái chỗ như ổ chó này và làm cái nghề vớt rác trên sông? Misa xin tạm chia tay quý vị nơi đây. Hẹn gặp lại cả nhà vào buổi đọc truyện lần sau nhé. Chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc.